Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Kiên để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin từ Bộ Công an chiều ngày 18 tháng 1 cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Phạm Tấn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật TST, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hành vi thông đồng giữa chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn đấu thầu, nhà thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà thầu cung cấp thiết bị thuộc dự án hệ thống trang thiết bị phòng thí nghiệm phục vụ công tác bảo tồn, lai tạo và phát triển giống nấm phục vụ sản xuất nông nghiệp và xử lý môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, vi phạm các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Kiên, nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao, hiện là Phó Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Trần Long, Giám đốc Công ty ALA, Phạm Văn Vinh, Giám đốc Công ty Toàn Hưng Thịnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.